cá gì vậy? Cá bự à. Chưa, để quay cái đầu vô. Cái xuồng nó cờ quay. Chưa. Rồi, lên đi. Từ. Kìa, đợi. Ok. Rồi. Rồi. Nó nằm trong kẹt. Kẹt hả? Từ lên. Dính nè. Dạ. Rồi, mấy cháu xin chào cả nhà nha. Ôi, xin chào cả nhà nha. Bữa nay dắt cả nhà đi mò cá rùa biển đó cả nhà. Đi giỏ hả? Bữa nay mà dắt cả nhà đi mò cá rùa biển ở dưới kinh này nè cả nhà. Có tôm nữa cả nhà ơi. Có thằng em nó đem thêm cá chài theo nữa nha. Đi chài mà có tôm cũng có nha. Thì giờ xuống dưới cái chạm đỏ ở dưới đó cả nhà, chỗ có dòng nước chảy á. Đó mình mò cá rùa biển. Nước bỏ đổ vô cái hang này. Ừ. Đi. Thì nhỏ đi không đâu. Hay làm tài xế. Đậu rồi. Ok dữ lắm. Đó giờ mấy chú cháu sẽ di chuyển xuống cái đường kinh ở dưới đó cả nhà. Mình kiếm những cái hang. Kiếm cái hang mình mò cá, cá rùa biển ở nhà, cá biển nhiều lắm. Rồi lên đường. Này kiếm tôm càng xanh nè. Cả nhà tới địa điểm mò cá rồi cả nhà. Đây này cho anh đậu xuống chỗ tài mò cá đi. Trời này có lạnh đâu. Đâu? Lạnh đây không ạ? À? Lạnh gì trời. Trời ơi, múc đâu tới rồi. Lạnh rồi. Lạnh rồi. Đây nó trâu xuống đi rồi. Không có chỉnh cây lợn. Chỉnh cái cây lợn nè. Ừ. Có không? Đừng con rồi. Cái biển, cái biển nhỏ nè. Cái này nó luôn hả chú? Nó khác bên nè. Dám là lặn xuống mấy cái hang hồ lúc nước trực đó hả? Ừ. Mí. Chạy kiếm tôm cho cháu ăn đây. Nó mất tiêu luôn cả nha. Có không? Ở châu về xuống. Ở châu về xuống hả? Châu đậu nó mất tiêu à. Để quay cái máy lại để chúng vô đậu à. Quay đi. Cá lúc kia cả nhà. Sâu không đậu? Ngoài đó sâu hả? Không bỏ vô. Cá rùa biển này cả nhà còn bành không nè. Cá biển cả nhà. Ừ, đụng vô cái đậu rồi. Đây là cá rùa biển này cả nhà. Cái này ngoài đó sâu hả? Sâu xuống dưới vàng. Cái gì vậy? Ra hả? Ui, cá chê mọi ơi. Ờ. À. Cá chê. Cá từ từ xuống vậy ha. Đừng nó trôi đó. Ừ. Ừ, nó trôi đụng phải cái đầu luôn. Wow không ăn đậu luôn mày.
Con đậu nó quậy trước hết rồi. Quậy gì đâu, nó trâu con xuống nè, con đi không à. Quậy gì đâu. Cái chơi đó, cái chơi vàng đó chắc. Chơi vàng. Đồ ơi. Cá chẳng bọc không trời. Không phải, đưa cầm vô, cầm lên kìa. Buộc vô, lấy cây cầm vô. Quá trời trâu. Ô, cá lóc. Gì? Cá lóc. Ê. Ờ bố, người cá lóc kìa. Ừ. Ô, lặn. Dở phang bỏ vô luôn. Không không, dục vô đây đi chứ. Ôi đó. Dục vô. À. Ờ. Từ 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 đâu ơi. Cá lóc luôn nè. Tôi trâu luôn đi, để giờ tôi đi không chứ tôi lặn đâu. Nãy giờ tôi lặn đâu, lặn ngon một đó tới giờ hay hơi. Vô anh đậu. Quá vô cái cá không. Cá không hả? Quá chạy à. Lấy cái dây cuộc lại. Chốt cây này à. Ừ. Cá nó quặn quặn ở đó mà. Cá chốt tầm. Rồi lặn đó nữa hả vậy? Lặn đây nữa hả? Trâu ra giữa đường rồi, vỏ hết chạy luôn rồi. Ủa, anh ơi, cái hang đậu ơi. Trời ơi. Đụng mày. Đụng mày, đụng mày luôn. Đó là mày này, mày lên, mày chạy vô đó, mày chạy. Chạy vô đó. Tiêu luôn cả nhà. Quá trâu à. Ờ nó chạy nữa. Đây là cá rô biển á nha, cá chê cá lóc. Chuối theo mấy cái hang của cái đường kinh này nè. Ờ con cá biển bự nuôi ở nhà xem. Ơi. Con cá biển nè. À bá luôn. Xuồng lên lúc trên kia. Này có cái can cái gì? Đưa cái thùng. Đúng rồi. Đưa ông thấy vô đưa cái thùng đây. Cầm cái còng dây gì nè ông chơi. Sợ ông đụng vô cái đầu ông. Rồi, bỏ vô lại cho. Để lấy cái thùng thôi. Mày vịn trên cái vịn trên đó đi. Lấy cái thùng. Nè, bỏ vô được rồi. Cá rô biển con nhộng đấy, 3-4 con tài không. Lặn tiếp tục rồi. Ủa đậu nó tiêu đậu rồi. Anh đậu bắt con cá gì đâu mà nhúi đó quá trời luôn kìa. Cá gì vậy? Ngay cái đống cây gì vậy?
hang. Có hang là có hang. Quá trời nước nó chảy rồi các bạn. Ừ. Đâu muốn lặn quá cái vậy. Cái lóc. Trời ơi cái lóc nữa. Bỏ vô thùng này. Ôi. Wow. Còn nữa. Cái gì? Câu biển. Cái này có hang là có cá cả nhà, mà không có hang ít có. Còn có hang là có à. Quá sâu à. Khoan được hả? Được. Đụng cái đuôi nữa. Đụng mở đất ra chút. Chạy vô nữa. Ăn sâu lắm hả? Ờ. Sâu. Cái gù biển. Cái gù biển bẩn. Anh nậu đi giờ anh tắm với anh mò gì. Vô con lặn bắt cái gù biển ra nhà. Cái gù biển nó trong hang á nha. Chạy vô chạy ra khó bắt. Bắt cũng bắt thấy về được mấy con cái hang cá lóc. Đúng à. Ờ vô gọn cá bự bự kìa. Cái nhà xem cái đó. Ở biển trà bá. Bỏ vô thùng. Chỉ còn có hang là có à. Chỉ xíu tới rồi. Hồi nãy nó ấy bên lô chính đó bạn á. Cái lô chính cho nó xịt dữ lắm. Con này lên nhanh. Nó cắm cái nhỏ không à, xịt xịt nhiều. Buông ơi, buông. Sâu quá, con lấy cây con thọt vô. Thọt vô nó chạy ra hả? Ừ. Ờ, vô đụng nó hết hồn. Nó hết hồn chạy ra. Cái hàng con cá lóc đập mặt. Bóc đập hả? Ờ, đụng chứ. Cá lóc nữa. Cá lóc. Ừ. Ôi. Ôi ơi vô. Nè. Chạy dài coi. Chạy. Quýt máu đi. Quay mau. Quay. Đây là thằng người Campuchia cả nhà. Quay cho bảy đi. Dạy chạy đi. Dạy đi. Thấy hồi chân ra phố rồi. Nó cá nhảy kìa. Ờ cài nó đi.
Dính 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 xô mốc để coi. Để đi. Này là người cam rồi cả nhà, bé. Đi dạy chài kiếm cá nãy giờ có cá không? Nuôi được mấy con. Rồi. Lọt cái sông luôn nè. Rồi. Rồi. Ui, bay. Dính cục tôm. Để con coi có con gì không? Trời ơi quá ơi. Đâu có con gì hết trơn. Trời ơi nãy giờ anh động mới được con cá gô kìa. Nước bển á. Bữa nay mấy chú cháu đi mò cá ở biển cả nhà. Chiều chiều cái đầu mấy chú cháu đi cắm câu. Thì anh đậu được con cá ở biển kìa. Nãy giờ nửa năm rồi. Nửa năm mới được con. Ăn được có con không ơi. Hai có con. Hai con. Có ăn là có. Đó cái thùng sao đó đậu. Cái thùng ăn sao đó. Chân vô kìa. Người ta lên, người ta đưa cái tay lên trước. Đưa cái tay lên cái vỏ đó, nó chạy đó. Đâu? Chân cái vỏ nè. Chân cái vỏ nè, có cá vô. Xong, lấy bẻ cây vô. Cây hả? Bữa nay mấy anh đó, anh cam đó, anh giờ chạy đi cả nhà. Sâu dưới đi. Cái cây. Để cái cây nhỏ nè. Ảnh cắt chạy theo cái bờ này nè cả nhà, để mà mấy ảnh chạy cá dưới kênh này nè nha. Mà bữa nay chắc ở đây cá ít thì sao rồi, nay giờ đi bớt rồi. Di chuyển đi, anh di chuyển vô sâu lúc ở trong đó. Trong bờ thôi, đừng có lặn ra mày về mày đường. Mày xong đó, xe máy tao chạy á. Hả? Có dính không? Anh chuối giữ yên đi. Ui dạ. Rồi. Cái gì vậy? Nó có lắc bự à. Chưa, để quay cái đầu vô đi. Cái xuồng nó cầu quay chưa. Rồi lên đi. Kì đợi sao vô cho. Rồi nó nằm trong kẹt kẹt hả? Từ lên dính nè. Cho thật lát lát ơi, bỏ vô thùng. Nấp trong cái cống này gì nè. Bục. Ở đây nè cả nhà, ở đây là mấy cái chòi mà mấy anh em người Campuchia đó. Người ta dựng tạm bờ đó đó cả nhà, để người ta chạy cá dưới cái kênh này nè cả nhà. Đây thấy vỏ không? Đó. Người ta chạy cá theo mấy cái kênh này tại vì giờ nước nó rút đó cả nhà, nước trên ruộng nó rút á. Cái cá nó tập trung dưới đây nè. Quá sâu. Sâu. Rút tay vô không được hả? Nó luôn hả?
Đây dính kính này, cứng này nó không bắt nó. Chụp cái lỗ cống này. Lỗ cống. Ui giời. Ôi giời. Nó sâu. Nó trôi ra. Nó nằm trong này bắt không được. Nằm trong kẹt hả? Ờ, trong kẹt cái miếng da này nè, chỗ này. Đi hả? Quá hay. Quá khô. Nằm chạy dữ. Đút tay vô đâu có được. Ừ, đút tay vô đâu được đâu. Nó nằm cái dại dưới cái miếng đan á, đút tay vô đâu được. Cá ở biển hả? Ừ, có cái biển chứ cá bắt. Ừ, bự không sao bắt. Này đó, cái tay nhỏ mà thổi cho được. Không có được đâu, nó sâu dữ lắm. Chốn đó cho chắc ăn. Mưa quanh này. Qua nó chạy cá bởi vì cô biển cô bị bắt hết rồi. Đó đó hả? Càng cháy càng bắt là cá biển càng bự. Ở trong hang. Cá gì đậu? Được không? Chậm không? Nãy giờ mới bắt được con cá chê chợ. Tự tới nghe, hồi bén đó. Con lúa đậu gần. Cá chê này chiều lòng sĩ nè. Bắt tử tế căng thẳng á. Hàng đi của chó khó bắt. Cái chị trắng. Cái chị trắng cũng được. Đâu? Đây nè. Bắt cá quyển nó chưa? Có rồi. Được rồi. Thấy là thấy lên bờ đi. Đó là sao thấy được. Đi dẫn luôn đi. Đó. Rồi. Cái chị trắng. Cá chốt trắng. Cá chốt cái con bự bự không? Cái của biển. Vô vô. Thầy thấy nó lên rồi, thấy vô thùng rồi chứ. Thầy xuống vỏ này chứ. Rồi mình xuống vỏ luôn. Cái lóc đó hả? Đó. Khóc nhỏ. Đó. Thầy nó xuồng luôn đi. Cô đồng. Đó, đó, đừng cô đồng. Họt vô hang. Dính đi, dính đi. Ai. Cái lóc cả nhà không? Ôi, nhảy ra. Chết rồi.
lặn nữa rồi, không biết ông đâu rồi. Ngay cái bực khẩm luôn. Chạy buông dây ra đây con, buông dây ra đi, buông dây ra đi, buông dây ra. Ừ đó câu nước nó chảy. Ồ cá với mé quá trời nè, bên đây cá với mé đụng với giò. Ơi vô. Ôi ôi ôi, chắc. Hả? Được. Bự. Ôi. Bò vô. Ừ, đứng đây nhìn cây con dây. Nhìn ngay cây con dây. Đầu nước chảy bơi người luôn. Nó chảy cái lúc. Chạy bơi người luôn. Đi mấy mé không ạ? Ừ, nó nằm ngoài mé nè. Đi cái giò đụng đạp đó luôn á. Tức rồi, đi nữa rồi ơi. Coi mấy cái hang mà cặp bờ nè. Nước nó chảy bơi người luôn đi. Chạy ghê thiệt. Buông cho dài xuống đi. Đấy. Sắn khói miền Tây. Lóc ấy da, ấy da, thèo ngu là đen. Chảy hả? Nó nằm mé mé không? Lóc à? Dưới cơn của biển bự bự nằm mé mé mà. Ừ. 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 Đó, ta chốt. Ui, chú chuối theo giò nè ông nội ơi. Ừ, chú chuối theo giò á. Ây da, nè, ngon quẳng theo giò nè. Ừ. Cái này mà mình chế ra cái bẫy gì vậy cả nhà, mình đặt cái dưới đây nè cả nhà cho cá nó vô. Có chờ ông mình chắc cú. Không mình đặt xuôi dòng nước á. Ờ đây cái miệng hướng xuống. Dòng nước nè, nó cá nó cút vô đó. Chứ sao không? Mấy ông cam còn chài đặt nấu được. Không đặt mà không phải lựa mấy cái chỗ mà dương góc nè. Bay dương á. Chứ đặt mà trống là mà không chài là lên nóng luôn. Bỏ tay luôn á. Nước nó chảy. Ồ, cái chai vàng nữa. Ui, cái chai vàng. Ê, đừng cá chai vàng. Cái chư vàng nướng là ngon á, béo. Cái biển hả? Cái chư vàng. Cái chơi à? Cái của biển. Chui vô ba cái bọc dính theo góc mà vô. Quá nước chảy. Chảy ơi. Nước chảy đứng trời ơi, có bài. Té kìa.
nha. Giờ mình bắt cá lên. Ở đây nè. Ôi, cái lóc cho chị nó bay. Nhiêu cháu mò nãy giờ cả nhà được bao nhiêu nè. Giờ nghỉ cả nhà. Giờ nghỉ đang tí xíu mình chuẩn bị mình đi cắm câu nữa. Cái lóc cái chừng nó bay á. Cái của biển còn bành bành không? Bay còn ok nữa. Còn nó vô. Phải đi, để đó. Rồi, vô luôn rồi. Rồi, vô hết. Đây. Đó. Rồi, đó rồi. Thùng luôn. Nửa thùng cá luôn không phải ư. À. Cái lóc cá chơi đủ luôn. Cái chai ở dưới đó kìa. Chai đó, chai đàn bò không à. Cái chai trắng, cái chai vàng luôn. À. Nó thác lác à. Cá chơi. Cá chơi đây cả nhà nãy giờ mấy con cá mò được nhiêu nè. Cá rô biển nè. Cá rô biển. Bành bành nè, uống cá thác lác nè. Rất ngon thì ghê luôn. Khẩu không nè. Cá xịt khẩu không. Xịt khẩu không. Ấy dạ. Rồi. Rồi, giờ cái cháu nghỉ ngơi tí xíu ở nhà chiều còn đi cắm câu nè. Lấy cái bị bắt con cá ở đây vô. Bỏ mấy cá lóc này vô. Rồi cả nhà thì mới nãy thì mấy chú cháu cũng đi mò được một mớ cá đó cả nhà, dưới đường kinh nè cả nhà. Đó thì giờ mấy chú cháu nãy giờ cũng về rồi, nằm nghỉ ngơi tí xíu. Bây giờ tới giờ rồi mấy chú cháu sẽ đi lấy nhái đi mà móc mồi câu cả nhà. Câu thì ông chú với anh Đậu cũng đã phóng luôn rồi cả nhà. Nhái đi Đậu. Thì cả nhà cái chạy này cả nhà, cái chạy mấy chú cháu cũng giờ vô đây cả nhà, giờ để mà trả lại cái đường cho người ta chở lúa xe cả nhà, chạy tới chạy lui nè, chở lúa tới chở lúa lui đó, để mà đem xạ phân phướng rồi đó cả nhà. Mình cắt ngoài đường gì thì không được người ta đi ngang, không được người ta la. Nó giờ mấy chú cháu cũng giờ vô đây, giờ cái chạy vô đây. Mấy chú cháu cũng ban mấy cái chỗ này ra này cả nhà, ban đất nè, bàn đất ra để mà mình cắt cái chạy vô trong đây để mà chừa cái đường lại cho xe cộ người ta đi tới đi lui, để mà người ta xả lúa chở phân này kia nó đấy nha. Cái đi luôn à? Đi luôn luôn. Nhiều đầy hả? Hết rồi, nhiều hết rồi hả? Đủ cấm đêm nay không? Đủ. Rồi thì ở nhà thì ông chú cũng cấm cái luồng câu ở trong đây, đi móc mồi chứ. Chú cũng cắm cái luồng câu ở trong đây nè cả nhà, lúc ở trong đây nè. Nó còn anh Đậu thì anh cắm cái luồng câu lúc có bên đây nè nha. Giờ anh em sẽ đi vô cái luồng câu của anh Đậu để móc mồi. Có lấy giật heo nào ơi? Lấy heo đi. Lấy cái giật heo để tối có cá bự nó xảy. Đây nè cả nhà, đây là cái vợt bằng lưới dây găng nghe cả nhà. Vợt lưới bằng dây lông thì nó vướng lửa câu đó nha. Nó khó nói chung là nó cũng cản trở hạn chế cái thao tác của anh em, nên giờ mình làm cái vợt bằng cái đó bằng lưới dây găng cho nó dễ. Rồi, đi. Rồi, máy bị gì rồi? Rồi cả nhà, giờ hai anh em cũng tới địa điểm cắm câu cả nhà. Cái địa điểm trên đó thì của anh Cam, hai vợ chồng anh Cam cắm. Ở đây thì đầu câu ở đây thì của anh Đậu. Thì hai anh Đậu bữa nay cắm cái luồng câu là ở trong cái đám này, là cái đám mai cây mai dương cả nhà. Cái đám này là cũng đất của Miên nè, rồi của Campuchia này cả nhà. Nhưng mà đất này thì đất này còn gai mà dương như dùng gọp này nọ nhiều lắm, tùm tùm hết trơn à. Đất này chưa có làm lúa cả nhà.
đó, đất này cũng như là bỏ hoang, không có làm lúa, cây cối um tùm hết trơn. Đó thì cũng có những cái đường bờ như gì nè. Đường bờ này thì giờ anh Đậu sẽ cắm theo cái đường này dài dài xuống dưới đó cả nhà, vòng vô trong đó. Đó thì bên cái luồng này của anh Cam mới cắm. Sớm tôi cắm nó đâu cắm đâu. Thì từ từ tao mới đi cắm. Đó, đi móc mồi lên đầu à. Buông buông cái này em cạn. Ở trong đầu trâu cái luồng này trâu đi một cái đi đứng cái là lúng tới đầu gấu luôn. Nhưng vì có một số cô chú anh chị góp ý kiến là cho mấy đứa cháu như anh Đậu là làm ăn ổn cả nhà. Cái này của mình nó như nè, phải không? Măng ủng với măng dày. Đường đi lúng gì nhà mà mang chắc lúng dính dưới luôn á. Ở trong đây là có cá bự hay đồng trong bụi rụm này nè. Ở trong cái bụi này cả nhà thì đâu có ai đụng chạm gì nó được đâu. Xịt dưới đây ăn chưa chắc gì được nó. Trời bây giờ là 4 giờ cả nhà ơi, nhưng mà còn quá trời nắng. Rồi bữa nay cái áo đồng phục không lấy bận vô. Bận cái áo này nữa rồi. Giặt thôi. Giờ mình giặt cả nhà ơi. Giờ hả? Quay đi nghe. Trên đó nó trái nó ngược bờ, nó dùi ngược nắng. Rồi cả nhà, thì nãy giờ hai anh em cũng móc mồi câu xong rồi. Bây giờ anh em ngồi ở đây nè, đỡ hơi nhựa hút điếu thuốc đó nha. Rồi xong cái anh em sẽ đi thăm câu. Bữa nay anh em chuyển cái luồng câu vô lúc trong đây vậy. Ở ngoài kia thì khô hết trơn rồi cả nhà. Ở luồng câu anh em chỗ này nè cả nhà. Giờ đi thăm cái luồng câu của anh Đậu nè cả nhà. Chút xíu về chạy cái đi thăm cái luồng câu của ông chú. Này gió im nè, im gió chứ. Im gió mà là gió im. Im gió mà là nó gió im. Kéo lên đồ đậu à, kéo lên. Im gió là gió im. Ừ. Đó, bên này có cái đang đi kìm theo anh đâu. Có. Này có cái vợt lưới nè anh đậu ơi, cái vợt này im nè. Cái vợt này là không có dính câu anh ơi. Rồi đi. Cây nó có dính không? Có thấy thẳng thẳng vậy? Hết mồi. Hết mồi à? Nó gịch liệt xuống luôn. Cá hằng gịch. Ừ, gịch liệt. Chết nhái luôn cái gì? Dạ. Bữa nay trời im quá, im luôn cả nhà. Mà không biết cái luồng câu mới này, không biết sao này cả nhà. Luồng câu này là cũng cái địa điểm mới, là hoàn toàn mới luôn. Nó đó cây cái đó thấy im đến đâu. Đó cái nó dính nè. Không biết bự nhỏ này nè. Quay cái mặt qua nó cái đế. Ừ. Xúc đậu ơi. Ủa đậu ơi. Có đậu cá lớn đậu ơi. Cá 200g á. Nhổ cây lên dừng gãy gốc kìa. Ừ. Quẹo quẹo qua nó gãy gốc. Điểm ra. Cái này thấy cái vợt này thấy có lý á. Lý. Rồi. Rồi mà nó cắn vợt con cả nhà ơi. Cắn vợt. Vô. Mà lúc mà gỡ cá đó nha, quay xa cả nhà. À, sợ gỡ cá mau me nữa cả nhà. YouTube nó bắt lỗi này kia nọ, tắt cái tiền khổ nữa đó cả nhà. khổ nữa hả anh Đậu? Khổ nữa. Gần Tết tới hả anh Đậu? Tết tới rồi cả nhà ơi.
mềm đó. Còn mồi. Đẹp cái nào. Nhìn lắm. Xúc. Nhìn cái nào. Ôi cá bự, cá bự. Ôi ôi. Ôi gãy cây câu luôn cả nhà. Ôi gãy gốc luôn nè. Gãy gốc luôn. Ôi. Ôi con cá bự cả nhà. Ôi cả nhà. Ôi. Quá. Quá. Ôi gãy gốc luôn rồi trời. Gãy câu luôn cả nhà. Chút xíu nó đi luôn rồi. Gãy luôn còn chút xíu xíu. Cá này cỡ nửa ký, nửa ký á. Hơn. Hơn nửa ký. Hơn. Quá. Ôi cá quá, hướng cá. Dính dữ mới đã. Cá cầm giáp luôn. Dính cá cầm giáp luôn cả nhà. Con cá mà nó không có dãy, nó liệt liệt là nguy hiểm lắm. Ở này có giật em ha. Em xúc cái nghe te. Cái giật này cái nhà nó không như giật chỉ lông. Giật chỉ găng. Như lông cái là nó dính nè. Cắm cứng là đầu, bởi vì nó cá trên đây nên cắm phải cứng mới được. Cắm cứng vậy mấy kéo... cái cây mà mắc cần câu là nó không đó. Kéo gãy cây luôn thấy không? Cá đến cá gãy cây cần câu luôn. Ô cái cây này dính này cả nhà. Anh đậu nó im im cây đâu rồi. Im im nó đậu rồi. Ô cây nhỏ. Kéo lên luôn. Đỡ tay luôn. Đó. Cây chưa chín rồi. Dính. Cây chưa chín nữa. Nó chết luôn vậy. Nước mình hoài. Cây to dính nữa kìa. Đó, 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 dính luôn. Dính hai cây liên tục luôn. Nhỏ lên, xúc đi. Xúc đi cho nó ngon. Rồi. Vô giọt chắc ăn. Mở tay được không? Vô giọt chắc ăn. Giận. Quá trời cá trong đó ụt quá. Phải chịu thôi. Ụt chứ. Nó không. Ừ. Dùng cái cá kia thì cá lô. Bên đây là dách lô nữa nha, cá quá trời cá. Đi. Bắt cá bên đây coi. Nó cô lý cái đầu 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 đó đó nó chậm quá chậm nó chậm nó đầu rồi nó chậm nó đầu rồi nó chừng cá bự cái đầu rồi xuống luôn đó nó bay lên hả mày nó bay lên hả nó bay lên cái vợt mình hứng nó liền bay lên nó cá này nha vậy ông không biết chụp quân rồi đó cái nào. Vô. Cái luồng này là mơ mình ăn sao ta rồi. Không đâu, luồng này chưa ăn sao đâu. Luồng này cá này sao ăn sao được. Ăn sao. Cắm chắc. Dãy cây á. Trước rồi dính không bự nhỏ mà làm gì rồi cá anh chắc nhỏ quá thấy đầu hơi khơi trên mấy con cá bự là nó cái này 100 gram mấy con cá bự nó đâu có khơi trên gì nó chậm nó gịch lúc như
Ở đây có mũi không quên. Ở đây ô dính cái bên đây cái gì nè. Đó. Ở đây biết sao có trâu ở đây nè. Rồi con hơi sâu nha. Đâu? À, trâu đi đây. Vô đây. Này dò đường á. Ngang đầu gấu. Đó, bò này. Đó, con nhỏ mà. Ây da. Xúc luôn. Nó gì. Cắn vợt à. Cắn vợt hả? Ừ. Ở đây là mời có đĩa. Không có đâu. Có trâu ở mà. Trâu ở, trâu đưa chú giò trâu đi chịu quá. Giò ra trâu vẫn đi ăn á. Đây là mời trâu ở không có đĩa. Đĩa bằng gì đó. Quắn luôn gì xe cá có lý anh đậu ơi 200 gram không ôi trời 200 gram hả ngu đèn câu gãy luôn cái gì nè đây là cây gãy mà gãy hả ờ cây gãy cắm nó vậy đó à. Lên xong lấy cái kèm lại gỡ được không ăn một giọng luôn à giọng để lấy cái kèm rồi Vinh còn chèo đặng cái gì chèo chắc cái nhỏ quá đây lúc đặng cái chín không rồi lúc đắng này anh đậu cắm câu lựa mấy dương cắm không đậu xúc chừng gù chừng nó đó nha chừng nó đó 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 hưng vô đậu này chụp quên dở quá nó mà bay lên vậy là anh hứng luôn đó 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 cá được cũng được anh đậu cá 200 gram ấy nha thôi không được đó cá này 150 gram giác chạy trái nãy giờ nặng nặng chưa rồi 2 kg chưa quá đó 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 rồi rồi cá nhỏ đó, đó, đó.
đâu quay. Anh Đậu đi trên bờ cả nhà, bơi xuồng đi theo anh Đậu để xuồng cái đi nó xa dữ lắm, xa. Bên này đúng là trời im gió thật sự luôn. Điều kiện cho cá giết cá ăn câu. Dính con cá nữa cả nhà, biết cá bự nhỏ. Được á, 200 gram. Không có ký hả? Mất lỗ tai đã, lỗ tai. Ba ký được rồi. Ba ký khỏe. Chúc đi tham gia 8 giờ 3 ký này là 6 ký. Sáng 3 ký là 9 ký. Tính nghề bon không? Chắc lơ vậy. Dính cá chết không vậy đó. Hả? Ôi con cá này trọng lên đầu ơi. Mình dưới đó. À mình dưới luôn rồi. Đây còn con nè. Ủa ba con luôn. Xúc vô, xúc vô đầu ơi. Ui, chỗ này của Lý á. Không phụ chót hả? Chót chứ. Chứ là bỏ hơi hoài vậy. Rửa tay hả? Rửa tay đâu, rửa tay nó móc vô mấy cái con răng. Nó có răng thì nó dễ gỡ rồi. Sợi con lông nó tưa tưa tưa. Nhờ dứt giác gì đẹp. Bà cần nó ba thế ba. Mà nó còn một kiền còn thế ba. Không lẽ mình ra mình kia nó không dính hay sao? Bỏ gì? Dễ, không dính nổi. Khô mà dính. Không có dính. Nước sâu không này? Cạn. Nước đi mà cạn này. Cạn, quýnh đèn phải không? Rồi đó. Không qua. Qua. Mình qua cái này. Đâu nó 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 bên kia kìa, đâu luôn bên kia kìa, bốn cây luôn. Ủa dính liên tục. Đâu rồi, đâu rồi, có cái, có cái này hơi nhỏ quá, quá gì vậy? Ừ, chỗ này cá gì đâu. Ừ, có dính bốn cây dính bốn con luôn. Sao chỗ này cá dữ vậy đâu? Cá nó lúc này nè. Ở đây cái như cái nè. Cái chạy của cái này là cái nền này mình là năm rồi đó. Bây giờ dưới đây có cái mương. Ừ. Ừ. Này 4 cây dính 4, 5 cây chứ. 5 cây. Dính 5 con. Đây đá câu. Nè, qua bên đây lụm luôn này luôn coi. Đâu, đây nè. Đó. Đây nè cả nhà. Đó. Cá không có được bự. Đó. Gậy qua gậy lại lỡ cá cái nhà ơi. Sướng à. Sướng.
chưa hết nè rồi. Ông cày dính 5 con luôn. Đi kìm, đi kìm. Đó, đó, con nào bự bắt trước. Đó, đây nữa nè. Ê, con này bự đậu. Đậu. Ôi. Nó đậu ơi. Giờ cái đậu ơi. Cái này nó bị gãy nữa nè. Đậu ơi. Kè đi sẽ dính gì cái đậu ơi. Ôi. Rồi trắng lưới luôn kìa. Ôi. Đó. Ôi, kè tôi đây nè. Cắn lưới gì vậy? Cắn lưới gì rồi? Cắn lưới. Giơ tay được không? Đây lấy kìm, kìm đâu rồi? Cắn lưới rồi. Kìm bên đâu? Kìm bên đó. Tôi giơ gỗ đi coi. Ba không móc mồi cái đó, đậu bắt con cá này luôn đi. Bắt cá này luôn phải không? Ừ. Cá luôn. Nữa. Bự dạ. Nhỏ đây. Ây da. Em dính chữ rồi anh đậu ơi. Đó. 200g. Ây da, đạp vô cái miếng ốc. Quay quay. Đạp vô cái miếng ốc. Đó. Hết rồi phải không? Hết. Thôi, 5 cây dính 5 con luôn. Quá. Ở đây quay coi, ở bên kia. Sớm phải ăn cắm dài dài lên trước, im quá. Ừ, rồi. Có đường đi lên nữa gì đúng không? Hết rồi. Có đường đi lên nữa nè mà đường đó, đường lên đó. Không cấm đúng không? Không có cấm. Đó, bị bọc rồi. 5 cây dính 5 con. Rồi ví dụ đạp vô cái miếng ốc một cái quýu vào. Đã. Ôi, cá được anh đọc xúc ui vô chưa vô và ớt cá khứa già yếu quá này gai không dính vô một bao đó hả? Đấy, nó buộc bao rồi kìa, nóng cái này anh cắp đâu dưới đó ta lồn với cậu như cái bàn đi ổng hả? Có hình như châu gì châu rồi cả nhà. Giờ là mấy chú cháu sẽ chiên cá cả nhà, cá của biển hầu sáng á, mấy chú cháu đi mò đó cả nhà. Trời quá trời bù không à. Đây nè cả nhà, cá biển nè, cái gì cá rùa biển. Cá rùa biển với cá lóc. Sáng mấy chú cháu đi mò với kinh à. Con nào con thấy con ngon không. Bây giờ mấy chú cháu sẽ chiên cá và chuẩn bị cái bữa cơm tối nha cả nhà. Nãy đi đường câu của ông chú thì dính được có mấy con cá. Nãy ông đi về ngang đó ông thấy cá đi vô thùng. Có hai con rồi. Có con rùa chà bá luôn, vừa tới lại nó lóc đi luôn. Nó còn lắm đó. Không, lúc con lại nó lóc đi rồi. Nó lóc xuống nước lại rồi. Mấy con bự kia bắt bỏ vô á. Đâu có lóc vô thùng đâu. Đây, cái đi con cá thác bát đây. Rồi chung cái ấy mình có dưa leo gì bọn nha anh đâu. Có dưa leo. Dưa leo sắc leo. Sắc leo á. Sắc luôn. Luôn không? Ừ.
trời rồi. Chiên đủ ăn được luôn rồi. Còn cá, còn cá lát xong rồi bây giờ hắn lên cái cho nó bay ngáo luôn, ngáo trời luôn không. À, cả nhà thấy ông chú có cái gì đâu nha, ổng hơi dính cá hơi ít, ổng hơi buồn buồn xíu rồi, với lại ổng ít nói chuyện nữa cả nhà, với đâu có cái vấn đề gì đâu cả nhà. Đậu thì ảnh còn trẻ thì ảnh vui vui tính vậy, với lại không gài gió quá trời gió luôn cả nhà, gió rồi ổng lớn tuổi nữa cũng lạnh 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 thì cũng như trung bình đó, cũng được thoải mái đó nha. Cái vàng chín đây nè, vàng cái cháu sẽ lấy cái dĩa này, cá thái lát ngon quá trời ngon, biết xương không gì không có ai dúng đâu, có là có xương nước tỉa. Cá này chiều biết cái gì gọng sống đem gì nuôi, đem gì bỏ vô cái tủ kiến đó nha. Dạ rồi, dạ cứ vô nội rồi dạ. Rồi đó, một dĩa luôn nha, ổn chén anh đâu à. Rồi cả nhà, bữa cơm của mấy chú cháu cũng đã chuẩn bị xong nha. Xin mời cô chú anh chị và các bạn dùng cơm với mấy chú cháu nha. Bữa nay mình ăn với cá rô biển, cá thắt lát của ông chú hồi sáng mò đó cả nhà. Rồi, xin mời cả nhà đi chú. Thôi, xin mời cả nhà dùng cơm với mấy chú cháu thôi ăn. Mấy cô cháu ăn nào, cá linh lui nè, co nè, cá rô biển nè, còn cá thắt lát nữa cả nhà. Cá thắt lát này, cá thắt lát xuất khẩu. Thôi mà cả nhà dùng miếng cơm cá với này hồi cháu sáng mò phải không? Cá này mình mò sáng à, đó, chấm miếng mắm rồi. Ngồi với đường kinh. Mời cả nhà ăn cơm luôn cả nhà ơi. Hôm nay chờ đi mấy chú cháu đi thăm câu á nha, tóc ngang còn mưa lên cái mưa tới luôn. Chạy không kịp luôn. Ồ. Hết chiều lên đó, đó. Đó. À, cái cô biển nữa cả nhà. Đâu ăn ớt cái gì đâu. Cá thắt lát có xương không nhìn chút? Có. Xương này dễ. Xương quá xương sao ăn? Không được. Anh đậu no nữa. Lớn chén cái trận. No luôn. Ăn cơm mà không nói chuyện với anh trận. Nãy giờ ăn hết luôn cả. Không đậu. Cái này béo ngon rồi thật ra, cá thắt lát. Thấy nó cũng có xương đâu trời. Đâu có xương không? Đâu không. Đâu có xương bọng không? Cái da nó ngon. Da nó ngon quá đậu ơi. Ngon. Ngon. Ngon ăn. Ngon hả? Có xương, xương nó xương này xương như xương cá linh, nó dài dài lắm, hết kêu quá kêu, nãy anh đậu gọi thấy hết cà bá đúng không? Nó bò lên bờ thềm, không bắt, sao bắt được? Bò nhẹ xuống mương luôn. Nước hồ nó rút vô này. Còn nước không nó rút vô. Nước không nở thì chắc nó trong dốc. Cặp nó lâu. Nước cầu nước hồ là nó rút vô này. Nó trong cái lồ nó nhận cá ghê, ốc tát ghê luôn. Lồ.
muối hơi lạc là mặn chứ năm tầm muối nữa. Chú cháu ăn cơm xong thì chú cũng nghỉ sớm rồi nha, còn anh em phải đi thăm một quận nữa nè, phải tới sáng nó xảy ủ mới nhau biết đâu chút định đi thăm dính cá bự bự thôi nè. Có cá bự á, ừ có cá bự á, cá bự cháu gãy con câu không? Bự cái gãy câu, cái gãy nói thầm mà không có con cá xảy sao gặt, cũng gặt gãy mình gặt gãy nha cô, rau mình gót yếu quá hiểu rồi, gãy quá gãy gấp rồi, gãy gấp quá, quá rồi, cái mà cỡ 400g thôi là kéo một cái là gãy gấp, nó cũng gãy mấy cây, gãy gấp, kìa, dưới dây của mình, dây dưới lưỡi mình ra ngoài mình nó kiểm tra lại. Nó bị tưa, nó khứa, nó khứa nó đứt lưỡi, nó khứa biết là nó đứt.